Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2017, thứ hai tuần 10 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Phúc Thay. Lời Chúa trong sách Matthew chương số 5 câu 1 đến 12. Khi ấy Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các vị ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Lời suy niệm. Đức Đạt Lai Lạt Ma vào mùa thu năm 1994 tại thủ đô nước Anh đã được mời chia sẻ về giáo huấn của Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng. Một trong những bài chia sẻ đầu tiên là về các mối phúc. Theo Ngài, các mối phúc dường như nói về nghiệp và nhân quả. Nếu bạn hành động như thế thì bạn sẽ chịu hậu quả như thế. Nếu bạn không hành động như thế thì bạn cũng chẳng chịu hậu quả như thế. Vậy rõ ràng nguyên lý nhân quả nằm ở trong giáo huấn của các mối phúc. Thật ra, các mối phúc của Kitô giáo lại không bắt nguồn từ nguyên lý nhân quả. Dù mới đọc ta có cảm tưởng như vậy, các mối phúc bắt đầu bằng chữ phúc thay. Kế đến nói lên ai là người được hưởng phúc ấy. Cuối cùng nêu lên lý do hay nền tảng của hạnh phúc ấy bằng chữ vì. Hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu không phải là quả tự nhiên do nhân là việc lành phúc đức của họ. Dù sống tốt đến mấy đi nữa, thì nhân ấy cũng không thể sinh quả ấy được. Quả hạnh phúc của Kitô giáo là quà tặng lớn của Thiên Chúa cho con người. Điều này được diễn tả qua những lối dùng động từ ở thể thụ động. Sẽ được ủi an, sẽ được no thỏa, sẽ được xót thương, sẽ được gọi. Trước khi giảng về các mối phúc, Đức Giêsu đã loan báo: Hãy hối cải vì nước trời đã gần bên. Nước trời người Do Thái mong đợi đã đến với sự hiện diện của Đức Giêsu. Quà tặng nhưng không của Thiên Chúa đã được trao ban, chẳng phải do công sức của con người. Hãy mở lòng ra đón lấy nước ấy bằng cách hối cải, bỏ đời sống cũ. Nhưng hơn thế nữa, còn phải đón nhận một lối sống mới cho phù hợp. Bài giảng trên núi và các mối phúc cho thấy hướng sống của những ai muốn đón nhận quà tặng nước trời với bao hạnh phúc kèm theo. Để nhận được quà tặng vô giá ấy, để được hưởng hạnh phúc vô bờ ấy, cần cung kính đưa hai tay để đón lấy với lòng khiêm hạ và biết ơn. Sống theo các mối phúc là có thái độ trân trọng cung kính ấy. Không đưa tay thì cũng chẳng được quà. Nhưng không phải cứ đưa tay là có quà. Nếu Thiên Chúa không muốn cho trước khi ta xin, Kitô giáo không dựa trên nguyên lý nhân quả. Cung kính đưa tay là sống nghèo khó, cậy dựa vào Thiên Chúa. Là hiền lành, là chịu sầu khổ, chịu bắt hại vì Đức Kitô. Cung kính đưa tay là có lòng thương xót, có tinh thần xây dựng hòa bình, là làm tất cả mọi sự với quả tim trong sáng, không chút vẩn đục. Khi làm như thế, chúng ta hy vọng được chạm đến Thiên Chúa,
thậm chí được nếm biết nước trời ngay từ đời này. Chúng ta có thể viết thêm những mỗi phút mới qua những kinh nghiệm trong đời Kitô hữu. Có bao niềm vui lớn nhỏ mỗi ngày mà ta cảm nhận khi sống lời dạy của Giê-xu. Chỉ khi ấy ta mới thấy thực sự lời của Ngài là tin mừng. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen.